Ủa làm gì vậy? Đây nè, thấy gì chưa? Cho mua 100 ngàn chỗ này nè. Trời ơi, là chơi thiệt mày. Thiệt mà anh hai, để tặng cho mọi người trong hè đó. À đâu? Đu, giàu vậy, cho anh cái coi. Cái gì vậy anh hai? À bây giờ anh hai muốn có một cái hẹn không anh hai? Trời muốn chứ mày. Bây giờ anh hai vô đồng ý chiến á, bộ anh hai lẹ của em á, vừa giả bót á, chấp trước 4 vé nếu mà lật kèo đệm cho anh hai một cái hẹn trong này nè. What? Nhưng mà trong này biết không hay là hẹn bót vậy mày? Trời ơi, trời ơi, trời gớm ghê ông nội, ngon vậy. Thanh niên Lâm bữa nay là giàu kinh điển luôn anh em ơi. Ơi, lúc nào mà không giàu anh hai. Ok, nhưng mà bây giờ là chỉ cần vô chế độ đồng lăng chiến á là chấp trước 4 ván, sau đó là kèo được là cho anh một cái hàng đúng không? Đúng rồi đó anh hai ơi. Rồi, ngon anh em ơi, thời tới cản không kịp rồi. Với lại là dạo này mình thấy là có nhiều idol là chấp trước 4 trận cũng như là kèo được á anh em. Mình phải thử thách anh em ơi, chơi tới bến luôn. Ok, chờ anh đi. Hello, lại là mình Sima, tấu cung bà nó hài đây. Đây gọi anh em ơi, sau nãy giờ thì tôi cũng đã đăng nhập cho trong ạc của bé Lâm mà nha. Đây chính là chính của bé Lâm nè anh em ơi. Tuy là nó hơi bằng bằng nghèo nghèo xíu anh em à, nhưng mà thôi không sao. Cuối cùng là tôi cũng đã thay đồ bốt rồi nha anh em ơi. Hôm nay là tôi sẽ quyết tâm cũng như là lấy cạc của bé Lâm anh em ơi. Sẵn là chấp bốn dáng cũng như là kèo luôn nha. Cho anh em xem là trình độ mà gà mờ, ủa lọc bờ rồ của tôi anh em ơi. Chị gửi là chỉ gì mà gà mờ vậy. Rồi, bây giờ là chắc có lẽ tôi sẽ bắt đầu trận đấu luôn anh em ơi. À, anh em nhớ lắng like mạnh nha anh em ơi, để tạo động lực cho tôi là thắng trận đấu này nha. Rồi, vô anh em ơi. Bây giờ nhiệm vụ của tôi là sẽ giả bộ AFK anh em ơi, nhưng mà sẽ không có đứng im ở nhà nha. Di chuyển như là một con boss anh em ơi. Đấy, để xem là thiên nhiên này là có cà khịa tôi không nha. Á đu, quái cái lũ đảng anh em ơi. Hình như là bộ đồ này của Đức Mỏm này. Rồi xong, anh em tương tàn bữa nay rồi. Tôi không biết đây chính là Đức Mỏm hay là hàng pha ke anh em ơi, nhưng mà tôi thấy là bộ đồ là chính xác là của Đức Mỏm ở đây. Bữa nay nếu mà tôi gặp Đức Mỏm thì thôi, tàn xương gió lạnh với tôi rồi anh em ơi. Tính ra là cũng lâu lắm rồi anh em mà, cũng đâu đó là 3 năm rồi tôi chưa có solo với lại là Đức Mỏm lại ấy. Rồi xong, thứ gì mà chịu nổi rồi anh em ơi. Xíu nữa là tôi sẽ bật cái tát lên cũng như là tôi xem có đúng là Đức Mỏm không nha anh em ơi. Nhưng mà tôi nghĩ là khả năng cao chắc là không phải anh em ơi. Đức Mỏm sao mà lại cà khịa như thế này ấy. Thanh niên này nó giờ cà khịa tôi hơi nhiều luôn anh em ơi. Cái đậu xanh đậu đũa đậu đen đậu Hà Lan nhà mày trời ơi, là trời nó pha ke Đức Mỏm anh em ơi. Bữa nay nó dám pha ke bạn của tôi thì thôi, hôm nay tôi sẽ cho nó là đội 50 cái nồi cơm điện lên đầu luôn ấy. Nó đù đây rồi anh em ơi. Nó lại cà khịa tôi này, ui cầm cái chổi nó quơ anh em ơi. Nhìn đúng kiểu như là báo thủ luôn ấy. À chắc chơi đấy. Tôi không biết là thanh niên này trình độ như thế nào mà pha ke Đức Mỏm anh em ơi. Bởi vì tôi thấy là Đức Mỏm cũng là một người chơi là có kỹ năng ấy. Nhưng mà không biết là thanh niên này là có kỹ năng bằng Đức Mỏm không, hay là như là một con boss mà đi pha ke Đức Mỏm anh em ơi. Nhưng mà tôi kiểu như là cực kỳ cay mấy thanh niên pha ke này luôn anh em à. Chủ yếu là nó pha ke cũng như là nó đi lừa gạt mọi người á. Nó nói nó là Đức Mỏm này kia, cũng như là nó đưa kêu người ta đưa gạt anh em. Mà sau đó là nó kêu là lên tivi cái kiểu ấy. Thành ra người ta đưa là thôi nó đổi mật khẩu luôn anh em à. Ngẫm vô tỏi luôn ấy. Rồi hai dáng nha. Nãy giờ anh em mà xem video của tôi chưa có like là trời ơi tôi buồn thật sự luôn anh em ơi. Không lẽ giờ tôi ngồi tôi khóc tới Tết luôn á anh em à. Anh em nhớ là cho tôi xin một like này cũng như là đăng ký kênh nha. Để tôi có động lực cũng như là ra những video mà tấu con bà nó hài ở mùa hè này cho anh em xem nha anh em ơi. Đây rồi, tiếp tục cũng như là AFK này. Bây giờ là chỉ cần là chấp thêm là hai ván nữa là tôi được bắn rồi anh em ơi. 4 ván là chính thức cũng như là được bắn nha. Nhưng mà tôi đang có một cái linh cảm là lỡ nhưng mà tôi chấp trước 4 ván anh em thì ván thứ 5 là tôi thua luôn anh em ơi. Trời ơi, là cho thôi dẹp nghỉ luôn ấy. Nhưng mà không sao anh em ơi, tôi sẽ cố gắng như là làm hết sức có thể nha. Trận đấu này nếu như mà thắng hay là thua là tôi cũng đăng anh em ơi. Bởi vì là tôi đang nhận thử thách của bé Lâm mà. Á đù, hành động này nhìn ngầu vậy. Kamehameha, trời ơi là trời. Ok, bây giờ là còn lại hai ván nữa này. Nhưng mà thanh niên này vẫn chưa có dấu hiệu là bắn tôi anh em ơi. Bắn lẻ mày. Ok, xong anh em ơi. Mới kêu nó bắn là nó nạo lông cước tôi luôn anh em ơi. À thì ở trong trận đấu này là tôi mua cây lục bạc anh em ơi. Bởi vì là những cái súng mà VIP Pro ấy tôi sẽ chừa lại anh em à. Theo như mà kinh nghiệm mà chơi chế độ độc lăng chiến mà chấp trước 4 ván á thì tôi khuyên anh em là nên mua những cái súng nào mà gọi là nó cùi nhất có thể mà anh em không biết bắn luôn nha. Và xíu nữa là anh em còn cơ hội cũng như là mua những cái súng nào mà VIP Pro cũng như là kèo ấy. Chứ mà anh em mới vô mua MB là UMP này kia trời ơi là trời khỏi luôn anh em ơi. Có mong là nó bắn là xách cái quần lên chạy luôn ấy. À, nó dẫn bằng hành động cà khịa này. Thanh niên này đúng kiểu như là ảo ma Canada thật sự luôn anh em ơi. Không lẽ giờ tôi bật chế độ mà vị trí lên đây tìm tới nhà khô máu não lông cước luôn anh em à. Ok, nó vẫn chưa bắn này. Bắn đi tao lại, mày tao năn nỉ mày luôn ấy. Báo đời báo kiếp vãi đồi luôn anh em ơi. Rồi, hợp lý rồi nha anh em ơi.
Sức chịu đựng con người có giới thiệu, từ nãy tới giờ nó cà khẻ tôi là một buổi trời luôn rồi anh em ơi. Bây giờ tôi sẽ cố gắng cũng như là cho nó ngậm 50 kg hành anh em mà. À, 50 tấn hành luôn chứ còn gì nữa. Cà khẻ hả mày? À, đây gọi anh em ơi. À, đu ăn chơi này 13 máu trời ơi là trời, thôi dẹp nghỉ luôn đi cho rồi ấy. Không sao anh em ơi, tôi sẽ lui về nha. Đấy, quăng máu lại đã anh em ơi. À, công công lên hả mày, lũng rồi cấm điện này. Rồi, bây giờ tỷ số là 1-4 rồi nha anh em ơi. Ngon lành cành đào rồi. Anh em ơi, anh em nhớ là comment Sima cố lên nha. Và sau clip này nếu như mà tôi có thắng và lấy được cái hạng mà nâng cấp súng level 7 của bé Lâm á, thì tôi sẽ chọn ra một bạn mà may mắn nhất trên kênh của tôi, cũng như là tôi sẽ tặng hạt trực tiếp luôn nha anh em ơi. À, đây rồi, dân chơi này, á đù, chạy nhanh dữ mày. Từ từ, tôi sẽ lui về phía này anh em ơi. Dân chơi này có vẻ là ghê đó anh em ơi. Ui, vãi, rồi nó bắn tôi là mất còn nửa cái máu này. Ok, con máu rồi đó. À, đây, anh em ơi, lú này. À, lú ra hả mày? Á đù, không vậy. Tôi vừa ngắm nó núp vô anh em ơi. Thằng này có vẻ là biết chơi đấy. Không sao, tôi sẽ quấn máu nó lại nha anh em ơi. Ok, đây rồi anh em à. À, người ta nói là còn nước là còn uống, còn thở là còn sống anh em ơi. Hôm nay tôi chơi tới bến với nó luôn nha. À đù, công lên hả mày? Công lên này, chịu gì nổi. Rồi, bây giờ tỷ số là 2-4 rồi nha anh em ơi. Ngon rồi. Trong trận đấu này tôi đang có cây MB40 kit vàng. Ủa lộn, MB40 bích vàng anh em ơi. Trời ơi, là trời vẫy nồi lâu lâu bị lẹo lưỡi xíu anh em à. Thôi không sao, tôi sẽ cầm cái cây MB40 súng tủ này của bé Lâm là kèo nha anh em ơi. Khoai lang giò heo này, khuyến mãi cho thêm cái là khoai lang giò trâu nữa này. Chúng không? Chúng cái nẹt luôn anh em ơi. Vãi nồi thanh niên kia chạy đâu rồi? Ui, bên này là không có nè anh em ơi. Ủa đâu ta? Hình như là nó ẩn thân chi thuật rồi anh em ơi. Đậu xanh đậu đỏ đậu đen thật sự luôn ấy. Á đu đâu rồi? Vãi nồi. Nè anh em ơi, chạy đi đâu này? Trời ơi, chạy lên đầu này nhưng mà không có đủ đam anh em ơi. Từ, bây giờ tôi sẽ lui về. Bắn kỹ một xíu anh em à, chứ mà bắn ẩu là khả năng cao là tôi thua là toàn anh em ơi. À, nhân hả mày, bị bắt bài rồi. Rồi, bây giờ tỷ số là 3-4 nha anh em ơi. Đẹp trai thiệt chứ. Đây chính là một ván cuối mà tôi sang bằng tỷ số anh em ơi. Nhưng mà tôi không biết là có sang bằng tỷ số được hay là sang trận đấu khác luôn anh em ơi. Bây giờ là tôi cho nó một trái mà khoai lang vào trâu trước nha. Khoai lang vào trâu này, chúng không? Rồi chúng cái nẹt luôn anh em ơi. Khoai lang giò heo này, chúng không? Trời ơi, chúng đi mà năng nỉ luôn ấy. Rồi sao? Ui, nó bên này anh em ơi, qua nhanh vậy. À, dân chơi này có vẻ là chạy nhanh đấy anh em ơi. Từ, nào đâu làm gì, nóng tính gì anh trai, trời ơi em. Em có nóng tính đâu mà anh nóng tính như vậy. Rồi, bây giờ chính thức là tôi đã sang bằng tỷ số 4 điều nha. Một ván cuối cùng nha anh em ơi. Rồi, công lực của tôi bây giờ nó nhân x10 luôn rồi anh em ơi. Tôi vừa gọi điện cho Đức Mỏm, tôi nói là có thanh niên pha ke đang đối đầu với tôi á. Đức Mỏm nói là nếu như mà trận đấu này thắng á, cho tôi một con cua hoàng đế anh em ơi. Sức mạnh tôi nói là x10 luôn rồi. Khoai lang vào heo này, trận này là không thắng cũng phải thắng anh em ơi. Tôi bắn là tàn xương gió lạnh thanh niên này luôn rồi. À, đâu rồi, mày chạy đi đâu? Ui, dân chơi này, ui, lên đầu nhưng mà không đủ đam anh em ơi. À, mày hả bữa ơi, đặt kéo liền em à. Bắn phải kỹ một xíu, trời ơi, con cua hoàng đế đây. À, đùa, đã mất tiêu ta. Ui, hình như là nó chạy bơm máu rồi anh em ơi. Thanh niên này có vẻ là chạy nhanh cực kỳ luôn anh em à. Hồi nãy giờ tôi để ý là cứ kiểu một xíu là nó mất tiêu rồi anh em ơi. À, đây rồi, nhưng mà bây giờ là tôi hết keo rồi. Ui, nó công lên nè anh em ơi. Công lên đó mày, dân chơi này. Văng lên nóc nhà ở chảnh luôn chứ còn gì nữa. Ok, cuối cùng là tôi cũng đã là kèo và win với tỷ số là 5-4 rồi nha anh em ơi. Cũng như là lấy kẹt với Lâm và thêm là con cua hoàng đế anh em mà. Trời ơi, trời, cua hoàng đế lâu lắm rồi không được ăn anh em ơi. Hôm nay là kiểu giúp Đức Mỏm là kèo được ấy. Thì khả năng cao là tôi chuẩn bị là giàu to rồi anh em à. Trong trận đấu nữa là tôi đang có 5 kill này cũng như là 1530 dam anh em ơi. Lẽ có phải con nhìn như quà vậy? Đây gọi anh em ơi, vô mánh rồi. Đây nè anh Hai ơi. Cái này là 100% là đăng nhập được đúng không? Đúng rồi anh Hai ơi. Ok anh em ơi, xíu nữa mình sẽ đăng nhập thử để xem là bên trong màn này là có gì nha. À, nếu như mà anh em xem tới đây rồi á, đừng quên là cho mình xin một like nha. Còn bạn nào mà muốn ngầu lòi á, ấn like bằng cái đầu gối anh em ơi. Rồi, bây giờ chắc có lẽ là tôi sẽ dừng video đây nha anh em ơi. Bye bye, và hẹn gặp lại anh em ở video sau.